Kịch thơ Lơ Xít, tác giả Gia Cọt Nay, người dịch Hoàng Hữu Đảng, người đọc Trân Châu. Đoạn 5, lớp 3, công chúa Simen Leonor. Công chúa, dịu bớt Simen, dịu bớt nỗi sầu thương, thêm dũng cảm trong cơn bất hạnh, sóng gió qua sẽ thấy lòng yên tĩnh. Hạnh phúc này chỉ thoáng bóng mây che, chậm một thời gian nào có mất gì. Simen, lòng nặng buồn, em dám đâu hy vọng. Một cơn giông bỗng sóng trào biển lặng, báo trước hải hùng tan vỡ buồn trôi. Em biết phận em chết khi thuyền cập bến rồi. Em đã yêu, em được yêu, cha mẹ đôi bên đồng ý. Tính đắm say này em mừng, em kể công chúa nghe. Khi hai người bỗng có tương tranh, chuyện tai ương công chúa rõ ngọn ngành. Cho chờ đợi em đềm quá thành mây khói. Ôi tham vọng đáng rủa nguyền, điên rồ tội lỗi, giày xéo hồn những kẻ thanh cao. Danh dự ôi, với tình ta tàn nhẫn ngần nào, dành cho ta bao thở dài nước mắt. Công chúa, chuyện bắt đầu có gì đáng làm em sợ sệt? Một phút nảy sinh, một phút lại tàn thôi. Dư luận xôn xao, việc không thể kéo dài. Bởi chính đức vua muốn đứng ra dàn xếp. Em biết lòng ta thông cảm nỗi buồn em tha thiết, sẽ tận dụng sức mạnh cho đỡ nhẹ nguồn cơn. Simen, về việc này dàn xếp cũng mất công, những mối tử thù không thể nào chuộc lại. Dù sử dụng quyền uy hay khéo khôn đến mấy, dàn xếp chăng chỉ ổn định bên ngoài. Khi căm thù trong dạ vẫn chưa nguôi, càng giấu kín lửa hờn càng nóng bỏng. Công chúa, duyên thiêng liêng giữa hai người chắc chắn sẽ xóa hận thù giữa thân phụ hai bên. Chẳng bao lâu tình ái thắng căm hờn, sẽ dẹp bất hòa bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Simen, không hy vọng, em chỉ thầm mong ước. Đông Gia là người kiêu hãnh tự hào, và phụ thân em biết người bản lĩnh ra sao. Không muốn khóc mà rưng rưng ngấn lệ, dĩ dãn dày dò tương lai chia sẻ. Công chúa, em sợ gì một ông già yếu sức tàn hơi. Simen, Rotri rất gan dạ. Công chúa, nhưng mới chớm xuân đời. Simen, người lỗi lạc thường gươm đầu đã lỗi lạc. Công chúa, em không nên sợ chàng quá mức. Quá yêu em, chàng không nỡ phật lòng. Em nói một lời, có giận cũng thành không. Simen, chàng không nghe thì lòng em bao xấu hổ, mà nghe em dư luận xì xào sao nỡ. Tính tình chàng chịu làm sao mối nhục lớn kia. Dù chàng thuận theo hay ngược lại ước thề, tâm trí em vẫn thẹn thùng hay phiền muộn trước sự chối từ hay một lời trân trọng. Công chúa, em Simen có tâm hồn đẹp đẽ thanh cao, quyền lợi dù liên quan chẳng chịu mang ý nghĩ thấp hèn nào. Nhưng giá từ đây cho đến ngày hòa giải, ta bắt người yêu tuyệt trần kia giam lại, ngăn trở chàng thi thố tài ba, liễu tình kia có chịu bóng mây mờ. Simen, à thưa nương nương, vậy em hoàn toàn yên trí. Lớp 4, công chúa Simen Leonor thị đồng. Công chúa, thị đồng đâu? Tìm Hotri, dẫn chàng về đây cho ta nha. Thị đồng, thưa bá tước với chàng. Simen, chúa ơi, con sợ. Công chúa, nói đi nghe. Thị đồng, từ cung điện nay họ đã dẫn nhau đi. Simen, chỉ hai người. Thị đồng, và hình như thầm thì cái có. Simen, chắc đụng gươm rồi. Công chúa đừng nói nữa, tha lỗi cho em,
em phải đi ngay. Lớp 5, công chúa Leonor. Công chúa, than ôi, bao ưu tư chất chứa lòng này. Ta khóc cho nàng, người yêu nàng lại làm ta say đắm. Yên tĩnh bỏ ta đi, lửa lòng ta lại thấm. Điều không may sắp rẽ đường đôi lứa thiếu niên, làm sống lại trong ta hy vọng lẫn ưu phiền. Cảnh phân ly khiến ta ngại ngùng ân hận, trong giấc mơ yêu gieo niềm vui thầm lặng. Leonor, phẩm cách thanh cao ngự đỉnh tâm hồn, háp dội đầu hàng ngọn lửa tình hèn kém sao đan. Công chúa, chưa bảo hèn khi nó huy hoàng tráng lệ, trên trái tim ta nó đường đường chúa tể. Trọng nó nghe em, bởi lòng ta gắn bó nâng niu. Phẩm giá khước từ, lòng vẫn cứ mơ theo. Hy vọng điên rồ mà ta không chống nổi, bay tới người yêu mà si men vừa bỏ lại. Leonor, sụp đổ rồi chăng, lòng dũng cảm quang vinh, và lý trí kia không tác dụng nữa đến tâm tình. Công chúa, chao ôi, khi tim đã bị hương tình đầu độc, thì lý trí chỉ là một lời khuyên yếu ớt. Và khi bệnh nhân tha thiết với sầu đau, chúa xót bao khi phải dứt với cơn sầu. Leonor, đau khổ quá êm đềm, hy vọng thành say đắm. Dẫu sao với địa vị công nương, Lothry cũng không xứng đáng. Công chúa, ta thừa biết, tuy nhiên nếu như ta bất lực xuôi chiều, thì lòng ta kiêu hãnh với tình yêu. Nếu trong cuộc giao gươm, Lothry là người chiến thắng, nếu vị dũng tướng kia dưới lưỡi gươm chàng ngã xuống, ta dù có yêu chàng chẳng sợ mất thanh danh. Bá tước còn thua, việc lớn lao nào chàng chẳng hoàn thành. Ta tưởng tượng như đôi chiến công nho nhỏ, bao vương quốc vô quy chàng cúi đầu khiếp sợ. Ta đang nghe lòng ta quả quyết đinh ninh. Cronach khoanh tay nhìn Lothry ngự giữa triều đình, quân mo phất phục dưới chân chàng run rẩy. Aragorn đón chàng như vị chủ nhân trẻ tuổi, Bồ Đào Nha hàng và mỗi ngày hiển hách vinh quang. Vượt sông đại dương nâng cao địa vị cho chàng, lấy máu người phi tưới xanh dành nguyệt quế. Nói tóm lại, tất cả những gì đẹp đẽ, biểu dương tài lỗi lạ khách chinh phu, ta chờ đợi Lothry sau trận thắng rửa thù, và biến tình ta thành niềm vinh dự. Leonor, nhưng nương nương tung cánh tay chàng đi xa quá. Sau một trận giao gươm, biết đâu chẳng có bao giờ. Công chúa, Lothry bị xúc phạm, mối thù do bá tước gây ra. Họ đã kéo nhau đi, căn cứ nào bằng căn cứ ấy? Leonor, thì họ sẽ đánh nhau bởi nương nương muốn vậy. Nhưng liệu chàng có đi xa đến giới hạn xa xăm? Công chúa, việc làm sao ta quá điên, ta bất định tâm thần. Em thấy đó, tình yêu sẽ gieo bao điều cay đắng. Hãy tới phòng riêng an ủi nỗi đau thầm lặng. Đừng bỏ một mình ta trong sóng gió u sầu.